Bạn gái mới hả? Ừ. Bên các bạn bè có xúi hai đứa quen nhau không? Bạn bè tưởng là đang quen nhau chứ không phải. Tưởng luôn rồi. Dạ tưởng luôn rồi. Ừ. Tại có bạn gái là em hay dẫn về, nhưng mà cũng rất là ít, chỉ có hai người. Đến khi nào thì hai đứa mới thật sự là có cảm giác với nhau? Lúc đó là em ra ở trọ riêng, thì em ở cái chỗ mà anh này thuê giùm em. Thì lúc đó là ông chủ nhà trọ ổng dê em. Xong em điện anh với anh này, cái em khóc. Anh nói là thôi để nữa tối anh qua anh canh cửa giùm cho. Rồi xong cái là đúng là tối đó ổng qua cái cửa vậy thì ổng nằm ngang vậy. Trời ơi, tội nghiệp vậy đó hả? Nghiệp, tội nghiệp lắm. Động lực nào mà em lại làm điều đó? Em phải thích rồi mới làm chứ đâu có rảnh đâu mà. Đúng. Nghe Ly nói, vợ em nói như vậy thì em thấy có lỗi của mình. Tại mình dẫn thuê trọ chỗ đó. Mình không có biết, mình thấy ý đấy quá. Ở đó mình ngủ vài bữa để kiếm phòng trọ khác để chuyển đi. Xong rồi ở ngủ từ cửa xong là một tuần á, từ ngủ đầu cửa vô tới gần nệm cái lên cái vô nệm nằm đó. Em chắc lẽ ngủ chứ nhắm mắt để đó thôi chứ nhìn không, tụi em không có chuyện gì xảy ra. Không, anh biết nhưng mà em nằm ở trên nệm nhưng mà em nhìn thấy một chàng trai nằm mà trắng đường gì chứ cảm động chứ. Dạ em. Đúng rồi, cảm động đúng không? Tại vì cái lúc mà ảnh nằm không có cái mờ, không có cái chiếu gì ở dưới á, em đó. Thấy em tội. Xong rồi cái bắt đầu hai ba bữa sau là em nói thôi anh lên giường anh nằm đi, xong rồi đợi tới khi nào mà thuê trọ thì dọn ra. Là ảnh lên. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên Ân, Trịnh Hoàng Ân, nay em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành nào vậy Ân? Em làm bên mảng nhôm kính. Em năm nay 31 tuổi. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trúc Ly. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ở khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh. Ủa là sao? Là cưng ở Tây Ninh. Dạ. Còn bạn? Làm ở thành phố nhưng mà chiều tuần chạy về hai lần. Chia sẻ cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn đi. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở đâu nè? Đoán đi, ông đoán cái đi ông Bin. À, một nè? Ngày đẹp trời đó là Ân ông đi ráp cửa sổ cho nhà người ta dưới Trảng Bàng đó. Dưới Tây Ninh á, dưới Tòa Thánh á. Xong mới đang đi cái đói bụng quá. Cái tấp vô ăn tô bánh canh Trảng Bàng. Xong lúc đó là chưa gặp cô này nha. Xong cái chạy một hồi nữa cái ghé uống nước mía. Uống nước mía vườn cao hay gì đó thì mới gặp cái cô này. Đang uống nước mía luôn. Rồi hai đứa gặp nhau xong rồi thấy nước mía ngọt quá, rồi cô này mặt cũng dễ thương quá, cho nên là dùng những cái lời ngọt ngào cua và dính luôn, đúng không? Đúng không? Dạ không. Hai đứa là gặp nhau ở Tây Ninh đúng không? À, ở Gò Vấp. Rồi xong. Ở Tây Ninh Gò Vấp sao? Bạn này làm hóc môn, bạn kia Tây Ninh, nhưng mà gặp nhau hai Gò đứa Vấp. Gặp nhau Gò Vấp. Ủa, gặp nhau Gò Vấp nhưng mà gặp nhau ở đâu? Ở nhà của sếp lúc đó. Thôi hai đứa kể đi nào. Kể đi. Thì lúc đó em đang làm ở trong công ty đó, còn vợ em bây giờ là làm kế toán. Là em hay đi công trình xa, em hay quyết toán hóa đơn về cho vợ. Xong rồi em mới nói chuyện với vợ nhiều. Hai đứa là chung công ty phải không? Dạ lúc đầu là như vậy. Trong thời gian cái em mới xuống nhà sếp chơi. Sếp là dì họ của vợ. Em có ấn tượng gì về cổ không? Đầu thì cũng không có ấn tượng gì. Gặp thấy bình thường nói chuyện dạng như kế toán như mình nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà dễ gây lộn kế toán lắm. Mấy bà kế toán khó lắm. Dạ. Con số là phải chính xác, không phải liềm bìm nó hoài. Và bắt thu thập chứng cứ rồi thu thập hóa đơn lắm, thu thập phiếu thu phiếu chi đúng không? Mấy bà đó là chỉ có con số thôi. Con số đó, đó. Nhưng mà nè em nhìn cổ em thấy hiền không? Lúc đầu thì thấy cũng vui vui là cười hay hiếp mắt. Ghiền là ghiền cái đó chứ. Nghĩa là ấn tượng cũng được. Ghiền cái hiếp mắt. Em gặp chàng trai này thì sao nè? Lần đầu tiên gặp chồng em đó thì em thấy ảnh xấu quắc à. Tại vì tóc ảnh dài gì là mà ảnh ốm nữa, ảnh đen nữa. Nên là cũng không có cái cảm giác gì. Nhưng mà cái ấn tượng là ấn tượng ảnh xấu quắc. Thì nói chung hai đứa đều ấn tượng không có đẹp gì về nhau. Đến được là do cái lúc mà em về quê xong em lên Sài Gòn lại là cái chân em nó bị chật. Cái lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, lần đầu tiên lên Sài Gòn luôn, không có quen biết ai hết ngoài dì thôi. Thì cũng không có đi đâu được, rồi bị đau chân nữa nên là thành ra là nhắn tin với anh này là anh ơi giờ em không biết đi đâu, anh chở em đi vòng chơi đi. Xong là tối đó anh chở em đi uống xin tố, xong rồi là ghé bên bạn của anh là đang nhậu, xong rồi anh dắt em lại luôn. Là tới lúc đó là những cái bạn của anh nói là bạn gái mới hả? Bên các bạn bè có xúi hai đứa quen nhau không? Bạn bè tưởng là đang quen nhau chứ không phải. Tưởng luôn rồi. Tưởng luôn rồi. Tại có bạn gái là em hay dẫn về, nhưng mà cũng rất là ít, chỉ có hai người. Đến khi nào thì hai đứa mới thật sự là có cảm giác với nhau? Lúc đó là em ra ở trọ riêng, thì em ở cái chỗ mà anh này thuê giùm em. Thì lúc đó là ông chủ nhà trọ ổng dê em.
Xong em điện anh với anh này, cái em khóc. Anh nói là thôi để nữa tối anh qua anh canh cửa giùm cho. Rồi xong cái là đúng là tối đó ổng qua cái cửa vậy thì ổng nằm ngang vậy. Trời ơi, tội nghiệp vậy đó hả? Nghiệp, tội nghiệp lắm. Động lực nào mà em lại làm điều đó? Em phải thích rồi mới làm chứ đâu có rảnh đâu mà. Đúng. Nghe Ly nói, vợ em nói như vậy thì em thấy có lỗi của mình. Tại mình vẫn thuê trọ chỗ đó. Mình không có biết, mình thấy ý đấy quá. Ở đó mình ngủ vài bữa để kiếm phòng trọ khác để chuyển đi. Xong rồi ở ngủ từ cửa xong là một tuần á, từ ngủ, đầu cửa vô tới cửa. Gần nệm cái lên cái vô nệm nằm nghe. Chắc lẽ ngủ chứ nhắm mắt để đó thôi chứ nhìn chứ không nhìn, tụi em không sót. Có chuyện gì xảy ra không đó. anh biết nhưng mà em nằm ở trên nệm nhưng mà em nhìn thấy một chàng trai nằm mà trắng đường gì chứ cảm động vậy. Dạ, đúng rồi, cảm động đúng không? Tại vì cái lúc mà ảnh nằm không có cái mờ, không có cái chiếu gì ở dưới á, em đó. Thấy em tội. Xong rồi cái bắt đầu hai ba bữa sau là em nói thôi anh lên giường anh nằm đi, xong rồi đợi tới khi nào mà thuê trọ thì dọn ra. Là anh lên anh nằm với em. Hai đứa nằm chung nhau vậy nhưng mà là rất là trong sáng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nhưng mà anh cũng có lén phén một chút xíu. Rồi thử. Cũng có xin xỏ rồi nhưng mà chắc không được đúng không? Không được chuẩn y đó. Đúng rồi. Anh nghĩ là thời gian đó là hai em đã thật sự thích nhau rồi đúng không? Rồi đến khi nào thì ổng mới bắt đầu tỏ tình em? Tụi em thì như cũng không có tỏ tình gì hết, nhắn tin qua lại rồi từ 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 quen thôi. Khi nào thì mới có nụ hôn đầu tiên? Lúc mà tìm được nhà trọ mới rồi, lúc hai đứa quen nhau rồi là quyết định quen luôn á. Chuyển qua nhà trọ mới tầm 1 đến 2 tuần là em bắt đầu em qua em ở. Là hai đứa ở chung luôn. Tầm 2 tuần đó là bắt đầu mới có nụ hôn đầu tiên. Vậy là hai đứa yêu bao nhiêu lâu thì mà làm đám cưới? Tụi em thì khoảng 3 năm mấy. 3 năm ở trọ chung luôn? 3 năm ở trọ chung là ở từ Gò Vấp, xong rồi dọn xuống Tây Ninh. Anh này anh cũng theo luôn. Rồi trong thời gian đó là sao? Em thì làm ở trên Hóc Môn, còn em ở dưới Tây Ninh. Là lúc đó là cứ xa nhau như vậy á hả? Dạ đúng rồi, đi về về, lúc quen tới lúc cưới tới giờ vẫn vậy. Trong cái thời gian yêu nhau vẫn êm đềm vậy, có bao giờ có cái chuyện nào mà giận nhau rồi lôi đình rồi có là muốn chia tay nhau, cắt đứt đồ này kia nọ không? Có cái lúc mà em đang ở trọ, cái trọ mới ở trên Gò Vấp á, thì lúc đó là công việc của em chưa có ổn định. Tại vì mới lên Sài Gòn thì mình lên Sài Gòn mình bỡ ngỡ luôn, cái nhà trọ 1 tháng 2 triệu mấy. Mình làm sao mà mình lương mình chỉ có 5-6 triệu thôi, mình trang không có đủ. Nên lúc đó em nản quá, em định về quê, em định bỏ ông này về quê. Ông khuyên nhủ mà thấy ông buồn quá, ông tội nghiệp nên là không có bỏ ông được. Nên là ở trên này ráng trụ, xong mà nhắn tin hỏi bạn ở dưới Tây Ninh là có công việc nào không cho tao đi làm với, thì nó mới giới thiệu là tao có công việc này nè, mày xuống mày làm đi, lương cũng ổn. Xong rồi em nộp hồ sơ xuống là hai vợ chồng xuống dọn xuống dưới luôn. Chứ không có giận hờn gì hết, chỉ là em hơi nản em muốn về quê thôi. Nhưng mà bây giờ lương của em ổn chưa? Lương của em bây giờ thì cũng ổn rồi. Ổn rồi phải không? Rồi lương của chồng ổn chưa? Dạ cũng ổn rồi. Vậy ổn rồi. Ổn rồi là phải có kế hoạch của em bé đúng, đúng không? Rồi là cưới nhau được mấy năm rồi cưng? Khoảng gần 1 năm thôi. Ngày cưới của hai bên là cách nhau 7-8 tháng. Dịch Covid làm đám với em tháng 3, rồi xong dịch bùng lên là ngưng. Không có làm được, ngưng tới lại tháng 11 thì mới làm. Vậy giờ về ở chung nhau rồi sao? Rồi cái có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Đó, tật xấu thì trong 3 năm nó lòi hết rồi chị. Lòi hết đâu kể nhiều đâu, không có em tật xấu gì đâu nhiều kể không? Vợ em thì tật xấu cũng không có bao nhiêu. Con cái là ăn uống làm biếng thôi. Làm biếng lười ăn. Lười ăn với lười nấu. Khi nào có em về thì mới nấu. Còn không là cứ một mình muốn ăn gì ăn, có bữa không ăn cơm. Trời, phải mà tôi được cái bệnh lười ăn với nó đỡ ghê. Em cũng vậy luôn á chị à. Thì sao em không lười ăn vậy? Không được, trời, tôi nhìn đồ ăn cái muốn nhào vô trong miệng luôn á. Mặc dù miệng trong đầu trời, chị không, chị siêng ăn không có lười ăn tí nào luôn á trời. Nó nghĩa là lười ăn, không chịu nấu ăn. Yeah. Đúng không? Nào chồng về rồi mới nấu. Mà nó ăn ngon không? Dạ ngon. Thì cũng được rồi. Có một cái tật mà giống như mấy bà vợ không? Là ghen. Trước giờ thì chưa thấy. Nhưng mà hỏi thì kêu có. Vậy hả? Hỏi thì nó có ạ. Tôi ghen ạ. Tôi ghen dữ lắm ạ. Có ghen là ghen chuyện gì? Cái lúc đó là đi chơi với bạn của ổng. Thì khi đi chơi thì mấy bạn chọn ổng chọc, lúc đó là chưa cưới. Là mấy bạn ổng chọc là hồi đó ân quen cái nhỏ kia ngon lắm. Được lắm, đẹp lắm, đẹp hơn Ly nhiều. Mà nói nhiều lắm, em nghe nhiều mà em đốt cảm nhà. Thấy buồn trong lòng rồi. Qua đột. Xong rồi cái tối lại là hai đứa là đang hú hí với nhau. Xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc. Cái ông này ông hỏi em sao em khóc vậy? Anh làm em đau gì hả? Ông nói không. Tại mấy bạn anh hồi chiều nói nhiều quá nên em suy nghĩ tới con nhỏ đó, em ghét em khóc.
mà khóc trong lúc đó nữa. Ghen này là thuộc loại ghen cá tính, đúng thời điểm luôn. Ghen đặc biệt luôn nè. Hồi lúc đó em giải quyết làm sao không? Nghe nó làm cười vậy. Làm việc nói gì đó. Là chỉ có trận đó thôi. Dạ. Với lại ổng ghen em. Thì ổng ghen cái lúc mà em nhắn tin bồ cũ á. Bồ cũ nhắn tin hỏi em khỏe không này kia. Rồi ổng đọc được cái tin nhắn à. Rồi bắt đầu ổng ghen, nhưng mà ổng ghen được 1 phút 30 giây à. Lý do là em so em dịu lại à. Sẵn kể luôn đi. Ngoài cái ghen ra còn tật xấu của chồng là gì nè? Tật xấu thì trước lúc cưới á chị, nhiều tật xấu lắm. Không có hớt tóc. Tóc để rất là dài. Đi ngủ thì không có đánh răng. Sau khi cưới thì ngày nào em cũng nhắc ổng cái chuyện đó hết. Ví dụ tóc dài, anh ơi đi cắt tóc. Tối anh đi ngủ thì anh ơi đánh răng đi. Giống như là thôi bỏ, coi như bỏ đi. Mình sau khi mà mình đã nhắc rồi bỏ rồi, còn cái gì mà em không phát hiện được lúc mà chưa cưới không? À có, hay quên có. Tại vì ổng là ổng hình như ổng đản trí hay là ổng vô tư thì em cũng không hiểu. Em kêu ổng là anh ơi cất vàng đi. Xong rồi em với ổng cùng cất cái chỗ đó. Nhưng mà vài tháng sau em hỏi là anh ơi vàng, lấy vàng giùm em. Không nhớ chỗ nào hết. Mà mai thai là em nhớ không? Mai thai em cũng cắt chung em nhớ. Nó nói gì cũng mừng. Mừng ghê á. Tưởng là em quên luôn là hiểu rồi. Nhưng mà cái quan trọng không đúng không? Không quên luôn, hỏi tâm sự với anh chị bắt đầu dò dùm. Trời sao? Còn tật xấu gì không? Không, nói chung là chị có vấn đề hay quên với lại hơi vô tư thôi. Vô tư khác vô tâm nghe. Dạ đúng rồi, ổng vô tư thôi chứ không có vô tâm. Vô tư là đâu có xấu. Vô tư là cuộc đời này nó thoải mái lắm. Đúng sao không được người ơi? Cứ vô không tư suy đi. Nghĩ không lo. Ừ, thiệt. Nhưng mà nè, có lãng mạn không? Dạ không. Vô tư đó, vô tư. Có nhớ những ngày tháng đặc biệt của vợ không? Sao mà nhớ được, nó vàng tất ở đâu mà còn quên. Nhớ một ngày sinh nhật thôi. Nhớ ngày sinh nhật nào? Tặng quà có tổ chức gì cho vợ bất ngờ không? Vợ thì không có cần tặng quà gì á. Tới ngày sinh nhật là em chuyển tiền thẳng luôn. Trời ơi, quá thực dụng rồi. Thôi cũng được đi. Mua quà chi tốn tiền, mua hoa về để héo cũng vậy. Quất thực tế, ok, được. Vậy giờ mong muốn thay đổi điều gì đi? Ông mong vợ thay đổi điều gì nè? Dạ, em mong vợ thì chỉ có lo ăn uống một chút. Chứ anh cứ tối không chịu ăn cơm. Là cứ ăn trái cây miết à, ăn trái cây, ăn vặt. Là không thích ăn hay là cố tình không ăn để giữ dáng? Dạ là biếng ăn. Tối về đi làm 7 giờ sáng tới lại 6 giờ rưỡi tối là về làm biếng ăn. Biếng ăn hả? Chứ lại có một mình. Lại đây, lại đây. Dòng ơi. Phải tôi làm biếng ăn được như bé này thiệt. Bắt biếng, bắt biếng, bắt biếng. Ước gì. Rồi còn em thì muốn con xã mình thay đổi điều gì? Em thì muốn anh là nói chuyện với lại mọi người xung quanh nhiều hơn. Tại vì ổng ngại giao tiếp với mọi người lắm, nên là cải thiện cái đó. Ngoài ra thì hơi lãng mạn chút xíu. À, nhắc khéo nghe. Nhắc khéo lãng mạn nghe. Đã không cho người ta tặng bông lấy gì lãng mạn. Em không cần mua một bó, em chỉ cần một cành thôi. Mua một cành bông mà về cũng hỏi bao nhiêu tiền mà. Cái toát mà. Cái cảm giác nó khó chịu lắm. Mang hoa về tung tăng chạy về hưng hoa. Dạ tặng em nè, chúc em vui vẻ nha. Mua chi vậy tốn tiền hả? Rồi sao? Tột mốt luôn á. Bây giờ là hai đứa là có định là năm nay là có em bé không? Dạ tụi em đang tìm kiếm ráo riết. Rồi đây, đây, xin giới thiệu với tụi em ông mụ quốc dân. Anh chỉ chúc cho hai vợ chồng em, hai đứa sẽ về tự về chung một nhà. Và trong năm nay ha, công việc sẽ phát triển thuận lợi, sẽ yêu nhau nhiều hơn và đặc biệt là thấu hiểu nhau. Chúc cho khoảng tháng 3, tháng 4 là bác sĩ báo tin vui. Có thể là qua năm sau các em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình các em. Yeah, trời ơi, chúc mừng nghe. Với lại là em có một cái nguyện vọng là em xin được nói những lời yêu thương với tới mẹ em. Em nói với mẹ đi. Dạ, mẹ ơi, tại vì là con không có nói được những cái lời yêu thương. Tại vì hồi nhỏ là không có sống được với... Tại vì từ lúc nhỏ là em không có sống được với ba mẹ. Cũng là do hoàn cảnh. Cho dù là mẹ có làm nên cái lỗi gì thì em vẫn sẵn sàng là tha thứ và sẽ giúp đỡ cho mẹ. Mặc dù là em không có nói những cái lời mà ngon ngọt được. Tại vì tính em thì nó thẳng thắn, nó giống như là một đàn ông con trai gì đó. Không có thổ lộ được những cái gì mà tình cảm dành cho cha mẹ. Thì á là em muốn nói là mẹ ơi, con yêu mẹ rất là nhiều. Nói gì nữa không vậy? Với lại với ông bà ngoại thì hy vọng là ông bà sẽ sống lâu và đợi cháu chắc ra đời đi. Tại vì ngoại em là bệnh nhiều lắm, là không biết đã đi khi nào.
À, ông bà ngoại của em đó phải không? Ồ, yên tâm rồi, đi. Rồi, thôi là năm nay là có con rồi. Nghe, nghe. Rồi. Cảm ơn em rất nhiều.